Hello, xin chào mọi người quay trở lại với Sobo này. Chúng ta tiếp tục với phần trước, chúng ta sẽ đánh nhau với thằng này tại vì nó chặn đường, nó không cho mình đi tiếp. Hey, hello. Ta nghĩ rằng ta nghe thấy ai. Này, tên kia, cái tên với cái mặt nạ chim. Ta biết tất cả mọi thứ về ngươi. Ngươi là giả kim thuật gia huyền thoại. Ta cũng là một anh hùng. Ta cho ngươi biết, ta một anh hùng đang tập luyện tất nhiên. Ta mọi người biết đâu bị thở dài. Khi mà mình chơi Sobo này, thằng này nó tưởng cái thằng Sobo này là một thằng đáng nghi, nhưng thằng này là thằng phản diện, nó lại tin tưởng là thằng này. Tôi thấy khó hiểu ấy. Ta sẽ cho ngươi biết một cái bí mật khủng rất lớn. Ta đang yêu một người con gái. Ngươi biết cách làm thuốc tình yêu phải không? Hay thế này, ta nếu mà ta đánh bại ngươi trong một trận đánh thân thiện, ta không có thời gian để chơi với ngươi, thằng trẻ con. Ôi thôi nào, big stick in the mud, ok. Nếu mà ngươi thắng thì ta sẽ kể đùa vui nhất. Tao thế nghĩ nào đến chăng nữa thì fuck you. À ha, trạm đi bầy bom mình nó hơi khó bị hơi bị khó tí nhưng mà mình phải đánh bom cảm tử mình mới fuck you, nhưng mà nó bảo vệ khá tốt. Fuck you. À, kết hợp với cái này cũng hay mà. Kết hợp với cái này kiểu nó vừa hút máu vừa bảo vệ mình quá được. Ê, mày nhảy vào người tao á. Mày tưởng mình mày có vòng bảo vệ á? Tao có. Tao cũng có vòng bảo vệ hả? À, ai ôi fuck. Ngày vòng bảo vệ ở tao bờ rồ luôn hả? À, vòng bảo vệ hút máu luôn à? Đó. Ăn, mày tưởng mày ăn được tao à? Bây giờ thì mày đùa tao. Ơ, mình vẫn được tiền, ít nhất mình vẫn được tiền. Mình tưởng mình không được cái gì. Người thằng ta rất là ok, rất là nhanh vuông kiểu đấy. Có lẽ ta sẽ phải tán tỉnh người tình yêu của ta bằng cách thời đại cũ ấy. Ok, win some lose some, well, whatever. Ok, thắng đôi khi thắng đôi khi thua. À, đi kể chuyện cười. Mày kể chuyện cười ra, tao đã mong chờ một cái chuyện cười đấy hay hay. Mà mày kể cái chuyện cười tao biết rồi. Why? How many tickles does it take to make an octopus long? 10 tickles, God damn it. 10 tickles. Và thằng này nó cười. God damn it. Thôi nhất mình cũng được một đồng tiền và cái bản nhạc. Oh, tôi cảm thấy uất vai. Tôi cảm thấy uất vai. Uất đi uất. Ơ, mình chưa vào chỗ này à? Hả? Ô, cái gì kia? Oh, một level. Ok, cool. Sao mày béo thế? Rất là... Ô, có rất nhiều sai vật con á. Ô, mày lừa tao thì bố mày thề luôn nhá. Thề luôn nhá. Mày mà lừa tao đi, tao có nói chuyện mày đâu. Ok, thế là sang bên này nào. Ui, xuống đi em. Oh my god. Mình phải nhảy nhanh không là mất. Ok, thì mình cũng có cái quả bom. How to xuống. How to xuống đây. Eto quick fill à, không standard fill này, xong mình để bom thường à, bao casting à, chứ làm gì có chuyện. What, cái gì đấy? What the fuck is it? What, mình không vào đây được vì lý do gì đấy?
Hả? Oh. Ok. Tao không ngờ là nó có chức năng đấy nữa. Là ok thôi. Bất ngờ vãi. Ok. Xin. À! Bảo xin được thế rồi nhá. Đừng để tao cáu. Ra 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 ra. Tại sao lại có cái chỗ lửa lửa như này? Làm thôi xong được rồi. Mình đã nghĩ rằng là có vấn đề gì đấy rồi, nhưng mà không ngờ nó lại có vấn đề thật. Tại sao? Chưa lên hết à? Lại còn thế nữa. Đờ mờ nó chứ. Piu piu piu. Nhưng chỗ này là cái chỗ để mình farm cái dở hơi Cypher Coin. Khá là ổn. Khá là hợp lý. Nào, nào. Tôi không biết tôi vừa làm cái gì. Tôi khóc đây. Tôi biết là lỗi của tôi rồi cơ mà. Tôi vẫn phải khóc. Không biết mình làm gì. Kiểu đôi khi là tôi cảm thấy uất và ăn. Mình có cơ hội chứ không phải là không. Nhưng mình vứt cái cơ hội đấy xuống một cái chỗ người ta gọi là cái hố ga. Ok. Mình khôn quá. Lịch sử người ta nói rằng những à, không phải lịch sử đâu nhưng mà ôi trời nó bay. Sao mình mình không hiểu mình mong chờ gì cái đoạn đấy nhỉ? Đáng lẽ mình ném bom, mình nhảy tiếp luôn vào đấy nhưng không. Mình quay lại. Vì nhiều lý do khác nhau. Eo ơi, sợ thế. Thế mà cũng chơi game được. Sợ thật. Oh no, tại sao mình làm như thế? Tại sao mình lại làm như vậy? Không, thôi xong rồi. Lại mất cái bậc để mà lấy tiền rồi. Mình thấy mình có quay ở chỗ này vãi. Làm mình buồn vãi. Nào, đi đứng nào. Ok. Được cái vấn đề làm. God damn it. Ôi. Cút đi. Căng thẳng quá. Mày đùa tao à? Oh god no. Còn lại bắt mình phải hy sinh tính mạng rồi. Rơi cái đồng xu này. Oh god damn it. Rolem. God. Mình lại nhớ ra một điều đấy là có bạn bảo rằng là mình không nên đánh giá gọi là thèm thuồng mấy cái đồng xu ấy quá làm gì. Nhưng mà có quá nhiều thứ để mình có thể unlock được đầu game. Và mình rất là tò mò. Mình rất muốn unlock mấy thứ đấy. Kể cả nó không có tác dụng gì chăng nữa. Không cảm nhau đi. Ok. Lôi ra. Ai đề không mày đây. Nó lại bắt mình chơi kiểu này thì theo mình biết thì theo thiên tài Khánh nó biết thì có thể chúng ta sẽ đặt vào hôm nay xong nó chạy sang rồi xong là rơi hôm kia. Ủa. Được đấy. Ok, không nó khó lắm. No. Fuck. Ra đây nào. Ra đây nào. Rồi đấy. Chiu chung. Chu chung. Hay đấy. Thank you. Ok. À, mọi thứ ổn này. Trai rồi. Ồ. Có cả con này cơ. Vụ này mới. Mình chưa bao giờ mình thấy con này cả. À ui. Ôi quá. À ui. Mày.
Thế này cho nó nhanh, tôi nói thật là nghiêm túc, tôi không có thời gian để mà chơi mấy cái trò vớ vẩn này biết không. Oh no, tôi hiểu tôi phải làm gì rồi và điều này làm tôi buồn, tại vì tôi nghĩ rằng tôi rất là khó làm cái điều đấy, nó cần một điều khá là thần kỳ. Oh god, thế này thì sao? Ok, sớm đi nữa. Oh god, hài quá, trai quá. Chơi con này nó thử độ bền tim kinh quá, kiểu chỉ sợ chết thôi, kiểu rất là bấp bênh ấy. Ôi trời ơi, cái gì đây, cái thảm họa gì đây, thế nhất luôn. Tôi chưa thấy có một cái phương pháp gì có thể gọi là, ồ tôi hiểu cái phương pháp đấy rồi. Ok, vãi cả. Và bây giờ chúng ta phải cầu xin một gọi là năng lực tâm linh nào đấy để mình có thể. Oh god, rồi ok. No. Thế này thì tôi khóc đây. Tôi nói thật là tôi chưa thấy bao giờ tôi muốn khóc những cái lúc này. Hay là như thế này. Ôi dồi ôi, bình thường. May mà game này nó không độc ác ở mức đấy. Ôi rồi, nó suýt độc ác. Nó độc ác kiểu lờ dơ, lờ dừng đỡ vời. Nhưng mà thôi, thôi thế là được rồi. Ây ơi, ơi. Oh no. 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 Con lợn. Oh god. Rồi ok, mày đứng ở tầm đấy, mày ok rồi. Mày đứng ở tầm đấy mày đi rồi. Tao nói thật, tao nghiêm túc luôn. Mày không chạy được đâu. Giết cho bảo đi. Hai em, giết cho bảo đấy. Fuck. Không chết. Hai con nó chạy chậm quá. Thôi lại tí, mọi người cứ tự tí chứ giả sao cứ từ từ. Cứ bình tom không có gì phải xoắn cả đấy. Lái vào này. Chết này. Đấy rồi. Chết luôn. Đấy chưa? Không ăn được mình đâu. Nhưng mà bây giờ mình phải xuống dưới kia. Không là mình sẽ tiếc cần chết mất. Ok. Hết map chưa? Ok, gần hết map rồi. Ok, sắp rồi, sắp rồi. Tí theo thôi. Khánh ơi, cố gắng ơi, Khánh ơi. Tẹo tẹo ơi. Cái rồi mũi tên cuối map chứ. Thằng này nó lại được cái gì đây? Bây giờ mình có thêm chỗ để cất mấy cái bình kia rồi. Trái. Nó lệch. Nó cho mình lệch. Nó cho mình lệch 3. Nà, bottomless quarry à? Xịn vậy. Ha. Che xua cờ nai từ kinh nhở. Và tôi quay lại mua đồ rồi đó. Nhiều tiền mãi. Nhưng mà cái vấn đề là như này. Đây giấy của mày đây. Mày chưa gì mày phờn đằng nào mày cũng viết được giấy quá. Đấy, mày đấy. Rồi bắt đầu nó cứ cho mình tình yêu. À đây mình có thể nâng cấp được cái này rồi này. Yasu. Ngon. Ủa 7.000 năm nữa. Nó lên gấp đôi à? Không phải lên gấp đôi, lên gấp gần gấp 3 luôn. Hãy hùng mãi. Mày có cái gì không? À không, nó vẫn chỉ kiểm tra mình thôi. Tưởng gì to. Thôi bye bye bà nha. Từ từ đá. Bà có cái gì ngon hơn? À đây vẫn còn chỉ có bom đặt hẹn giờ với cả nổ rất là nhiều cùng một chỗ. Long fuse cũng hay. Chaser bomber. Lửa đuổi. Thế sao cái này 4.000 nhỉ? Trừ khi nó rất là ngon. Nhưng mà mình chỉ ra mất.
Thôi kệ. Căn bản là kệ đi. Tiền nhiều mà. Đúng không? À, chơi cluster bomb này xem nào. À, khá lởm. Khá lởm. Tưởng nào ấy mà, không ngờ lởm mức đấy. Ok. Quay đây nào, chúng ta lại dùng bom thường đánh nhau tiếp. Thực ra có nhiều combo bom khá là hay ấy, nhưng mà tôi nói thật là chả. Để mà ngồi thử nghiệm mấy cái bom này xong tôi chết thì tôi cũng buồn lắm. Ui. Ok. Xuống nào. Xuống nào. Ôi dồi ôi. Cũng may à. Mình khá là chắc chắn đây là cái này. Cái map này khá dễ. Đúng không? Mong là thế. Tôi khá là, tôi đang rất là mong chờ map này là một map dễ, nó không phải map hành hạ nhau như kiểu cái map. Tôi đang thấy sợ cái map à, gì nhỉ? À, trực thăng lắm này. Trực thăng là một, xong là cái map dung nham nữa. Map đấy cũng không phải đùa. Khá khiếp. Đấy đấy. Ui khiếp, bay cao thế. Ô oh, mà mình hết rồi, ok. Ok. Dùng mấy bình xong à. Ui. No. Cái gì đây? Mày có thể ném trúng được không? Ôi dồi. Ai trời ơi, may mà cái chỗ này nó mình bay. Chỗ này có nước không mình chết. Mình sẽ giết nó từ bên này. Fuck you. Ôi giời, không. Tiền to vãi nhưng mà nó hết rồi. Cái map này nhạc, cái map này nghe rất giống một map nước. Mình biết là nghe nó rất là dở hơi nhưng mà mình phải nói thật là cái map này nghe rất là map liên quan đến biển. Nhạc của cái map này nghe rất giống một map liên quan đến biển. Rồi, đừng đụng vào người tao làm ơn. Mình không giết được mấy con đấy, khá là buồn. Ok, tìm give me money. À ui, sao mày đụng vào được tao? Sao điêu vậy? Sao mà lại vô lý dưa? Tôi không nhớ lắm là chết bạn đi. Kinh chúa. Đấy, boomerang kinh chúa. À ôi. À nhỉ. Quên mất là chúng ta có cái này. Sao lại phải xoắn cái con này nhỉ? Ôi trời ơi. Mày tưởng mày ăn được tao, mày lại quá ngây thơ luôn. Ê. Chết bạn đi. Ui. Ồ. Có khi nào mắt này nhiều gai không? Ôi tôi sợ mày mặc. Hiểu rồi. Thế này là tôi lại hiểu rồi. Cái này làm tôi nhớ đến thời tôi chơi Mega Man và tôi cảm thấy bị ác mộng mỗi lần. Lại còn lại ở đâu ra đây? Lại còn tàng hình nữa à? Ừ đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, tất nhiên chúng mày cứ làm cuộc đời tao nó tàn tệ hơn đi lại đau không hả? Tao hiểu không? Hiệp dâm lộ đi tao đi. Oh god no. No. Ôi giời ơi. Ôi nhảy mỗi lần nhảy tí nó lên vọt cả chục. Vọt lên cả chục mét vậy á. Tôi sợ mấy khoản đấy lắm nhá. Cái chỗ này tôi nhớ là ở cái thằng Shida kia thì tôi còn đỡ được chứ. Không phải thằng Shovel Knight thì tôi hỏi. Cho tôi hỏi cái thân thương nhá. Qua chỗ này kiểu đấy gì bây giờ. Ô kiểu đấy à, ok. Mình cũng hơi kiểu bị tăm tối mịt mù quá. Mình đầy cách đi qua nhưng mình cứ kiểu oh no mình chết. Có phải rơi vào cái tên lệch cả nhịp thở. Cá vàng ơi. Tại sao lại thế? Tại sao lại thế? Không bắt được nó à? Tôi không bắt được nó à? Tôi vừa lỡ giết nó đấy à? Tôi cảm thấy hơi buồn rồi đấy. Con này 5.000 vàng đấy, không đùa đâu. Ê. Oh god. Ê god. Còn đấy mình định thả tay ra vào con ạ.
Mọi người biết nếu quả đấy mình thả tay ra nó kinh khủng như nào không? Trên đầu mình có cái gì nhìn thấy không? Đáng sợ không? Đứa nào kia? Phù thủy biển à? Ê. Ừ, tất nhiên là phải có phù thủy biển rồi. Phải có phù thủy biển mới vui hả? Nào. May là con này nó kiểu khá là bèo dạt mây trôi nên là cũng không lo lắm. Con này nó cũng có nhiều chiêu kiểu bay bổng các thứ nên là không phải no. Yeah, yeah. Oh no. Oh no. Đừng làm thế với em anh ơi. Anh ơi, nhẹ tay với em anh ơi. Ok. Nào, cá xuống cho tao. Ôi dồi ôi, lại đầy rồi à. Thế thì lại phải dùng cái này rồi. Không muốn dùng đâu, nhưng mà thôi đành phải dùng thôi. Chơi cái map này. Tôi cảm thấy muốn ung thư em. Chơi ung thư. Mày không có ném bom thẳng à? Sao thằng này nó không có ném bom thẳng nhỉ? Tôi muốn nó sau này nó có cái nâng cấp gì ấy, cho phép mình ném bom thẳng như kiểu Mega Man ấy. Tôi thấy hạnh phúc rất là nhiều nếu mà nó có một cái nâng cấp nào như thế. Thiên sư không mày? Thiên sư không mày? Ô, ở đâu ở đây? Chỗ này mình không ngờ là nó có siêu chưa? Có rồi chưa? Có rồi luôn luôn. Ô, cái gì đây? Ô, cái chỗ này là cái chỗ hồi trước mình bùm. Liệu nó có lên được lên này không? Ui, lên được tí này luôn. Kinh vết. Ok. Nào. Tiền. Máu mình nhiều nhỉ? Máu mình nhiều vãi đấy. May mà con này nó cũng bay bổng nên là kiểu dễ. Ok. Ok. Mọi thứ ổn định rồi. Không phải lo lắng gì nữa. Oh no. Ít nhất thì nó cũng không phải là một cái map toàn gai như kiểu cái Mega Man 2. Không biết là có ai chơi Mega Man 2 thời điện tử băng không. Tôi thề chơi Mega Man. Không phải Mega Man X nhá. Mega Man là Rockman ấy. Rockman 2 ấy. Tôi chơi cái đấy sợ vai. Chơi cái bàn con nước. Cũng bàn con nước luôn. Gai cứ bao giờ tung tóe. Kiểu cái bọn làm game kiểu ấy. Ở chỗ này cho gai không? Chỗ này cho gai, chỗ kia cho gai đấy, làm map chỉ còn thế thôi. Đẹp chưa? Sau cuối cùng ra map cho nộp cho cái bọn duyệt map xong. Kiểu rất là khá lắm lặng. Ơi sao nhảy qua được này? Ok, hiểu. Tôi hiểu rồi. Không phải sai sẻ tôi. Bình thường thôi. Không. Ồ, oh, cái chỗ này tôi nhớ là ai rồi. Oh god. Đây rồi. Mình giết được nó không nhỉ? Không giết được, không giết được. Không giết được. Mình luôn tích trước cho Dragon. Sợ thấy chưa? Nghe không? Tất cả đều trong tầm tính toán Khánh rồi. Sao mà chết được? Ồ, oh, mình phải đánh nhau đó à? Ai Khánh không tính được đoạn này. Khánh có tính rồi. Khánh không tính được đoạn này. Không. Nope. No. Oh god. Không. Oh mày quá. Mình cần phải có cái này. Tại vì mình đang cảm thấy khát nước. Oh god. Con này nó lại bay kiểu lơ lửng quá. Ok. Tại sao mày lại ném về hướng đấy hả rồi? Ok rồi. Ui. Thằng Sida. Mình tưởng phải có thằng Sida trong cái hộp xanh nhá. Ok. Thôi không sao, cũng chả ý kiến gì cả đâu. Tôi muốn thằng Sida hơn này. Thằng Sida chắc là ở đâu đấy trong đây rồi. Mệt nha. Tôi mệt với cái khoản mẹ. God damn it. Rồi. Fuck you. Nhảy trượt. Cái gì thế? Tích rồi cơ mà. Thế muối mà. Muối như muối. Tôi còn chả tính được là tôi
Đấy, giết hết chúng nó đi. Ô bên kia có cái gì và mình lại phải quay lại. Tốt quá. Tất nhiên là cuộc đời thôi là chỉ có quay lại thôi mà. Quay đi quay lại. Rồi. Ném nào. Làm ơn. Làm ơn. Làm ồ rồi. Tất nhiên là mày phải chặn nó. Oh no team. Như kiểu tao chưa có đủ, tao chưa đủ mệt ấy. Mày phải xuất hiện đúng không? Mày phải xuất hiện để phá hỏng cả cuộc đời ra đúng không? Oh god, mình phá hết cả cái chỗ cầu thang kia để mình đi rồi. Không cần ai cần hút máu nữa, tôi đang cần định dùng nhiệt huyết. Bà con đợi tí cho nó hồi lại. Mặc dù nó mất khoảng 2 thế kỷ nó làm đầy lại cái chỗ này ấy. Nhưng không sao. Không sao. Em sao? Fucking hell. Đây rồi. Và mình hết. Mình còn 3 máu. Và mình không còn đồ gì liên quan đến máu cả. Tôi cảm thấy buồn. Tôi cảm thấy mang mát buồn. Ui. Ôi ôi. Nào, đi đứng nào. Oh god. Ước gì mình có thể giết được cái lũ này. Mình có thể giết, mình có thể giết được chúng nó. Mình chỉ cần đứng ở độ cao chuẩn thôi. Con đấy là con trai à? Ô giờ mình mới biết đấy. Con ngờ thế. Fuck you, bitch. Chết bạn đi, chết bạn đi. Không giết được nó. Không giết được nó, cay rồi. Ê. Rồi. Quan trọng nhé là tớ không có đồ ăn các bạn ạ. Cái việc đấy thực ra là cái việc khá là nguy hiểm. Tại vì nếu mà không có đồ ăn thì khả năng cao tớ chết trong vòng 2 lốt nhạc nữa. Và tớ làm, tớ cảm thấy điều đấy khá là mệt. Oh. Oh. Nó là. Thực ra cái chỗ này mình nhớ là hồi trước chơi con Shovel Knight rất là khó. Ok. Nhưng mà do mình không chơi Shovel Knight hả? Mình đang chơi Black Knight. Vấn đề làm sao vậy? Ok. Đẹp trai rồi. Ô oh, không. Ô oh, không. Ô oh. Thật sự rất là hại tim. Hại quá. Hại tim quá. Mất hết cả máu. Máu như máu mất một sạch. Nào. Mệt lắm quá cơ. Mệt lắm ấy. Tại sao không giết nó? Không giết nó à? Buồn cười vậy. Shit. Fuck you. Bây giờ cái vấn đề là ném hỏng mất cây cầu ấy rồi sao giờ. Rồi. Yes. Tôi hiểu là tôi chơi gà, tôi không nên phản ứng những cái chỗ thế, tôi mà cũng phải phản ứng như kiểu phá đảo game rồi ấy, nhưng mà tôi sướng. Nó sướng nhỉ? Khi mà qua một cái đoạn này sướng lắm. Không biết đâu, không hiểu đâu. Tôi không hiểu đâu, tôi không hiểu làm sao được. Không hiểu làm sao được tôi. Sao mày? Shit, sao chơi giờ? Mình có thể dùng cái Big Bomb này. Big Bang. Ui. Ha ha. Chết bảo gì. Có lợi. Ha ha. Bitch. Nào. Yeah. Ok, mình xin lỗi. Do hình như là do bị thiếu cái dung lượng trong ổ cứng vì lý do gì đấy. Chắc là do mình để trò chơi cho đấy quá. Ê. Nên là mình sẽ quay lại chỗ này. Mình xin lỗi. Chắc là mọi người sẽ không thấy cái chỗ này rồi. Ok. Yes. Cái này là cái gì vậy? Nó cho phép mình tạo ra một cái tấm à? Lờ mờ. Nhạt và. Ô là bắn mình xuống dưới à, chứ mình không phải bắn mình lên trên à? Ok. Không sao. Không vấn đề gì cả, không trả ý kiến mấy.
Bắn rơi ổn đấy. Shit. Shit. Fuck. Kêu. Đúng rồi đấy. Chết bạo đi. Fuck. Oh no. Nó đi luôn. Tất cả nó trong tính toán rồi. Tất cả trong tính toán mọi người. Có dầu hột. Hey. À mấy con mình còn phải chỉnh sang cái bed bomb này đã. Lấy cho tao đồ nào. Nhưng mà tao có cái này rồi. Nên tao sẽ uống một lọ. Lấy lọ này. Sa. Chuai. Chưa thấy đồ ăn. Thề. Mình có cảm giác lâu à, vừa nói xong. Ái rồi ôi. Không, đi được cẩn thận thôi. Chết bạn đi. Aha. Rồi. Đứng lên đây nào. Ném bom tiếp. Ờ, có rồi. Xuống đi em. Xuống lại đi em. Mất à? Wow, ok. Tôi cũng không có ý kiến gì cả. Hơi. Hơi cay thì thôi. Không hề có vấn đề hết. Ôi, rất là ổn. Ôi, rất là ổn ấy. Tôi hoàn toàn rất ổn. Không hề có vấn đề cả. Tôi chỉ thấy con đấy là một con chó thôi. Rất ổn. Không hề có vấn đề. Ok. An toàn ra. Rất đẹp trai. Ôi dồi ôi, nó làm mình đau tim quá. Úi dồi. Ok. À hả. Yes. Tôi có cảm giác là cái bom ở trong này nó kiểu nó có tính toán với nhau cả rồi ấy. Có những quả là chúng nó combo rất là điêu luôn. Mình lo rồi lúc đúng lúc mình bị bật ra là cái lúc mà cái đấy nó đi xuống vách trưởng. Thế làm việc với nhau dã man không? Chúng nó còn làm việc với nhau tốt hơn cả một team đánh LOL Việt Nam. Sợ thế. Ui. Sợ thế. Tiền của tôi lại nghèo rồi. Chết bạo đi, chết bạo đi, chết bạo đi. Chết bạo đi. Ung thư này. Còn ung thư này nữa. Tại sao mày không có cái gì để giúp mày ném thẳng à? À mày. Chết bạo đi. Lợn. Lợn. Quả đấy mình tưởng mình chết rồi cơ. Thì quái là mình sống được ấy. Siêu thế. Siêu bãi noan. Kiểu thấy siêu bãi noan ấy. Lúc nào còn ngờ được quả đấy mình có sống được luôn. Không một sinh vật sống nào có thể nghĩ rằng quả đấy mình sẽ sống được luôn. Kinh không? Tại sao mày không nhảy lên như một thằng bình thường đi? Ê... ok. Cho mình cái này để cho mình đề phòng vào cái tình hình này đấy. Chắc là thế. Bọn này tính toán cả rồi mà. Kiểu đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra mình không thể đi tiếp được. Kinh phết đấy. Tính quả rồi đấy. Chắc bạn chắc là thằng Sovel Knight cũng có cách để đi lên đấy. Con lợn này. Đấy, cái chỗ. Tôi nói thật là cái chỗ này nó làm thì tôi cảm thấy ung thư vậy. Ơ thế giờ đi. Ui dồi. Cái gì đấy? Ơ thế giờ đi đâu? Ơ đi đâu? What? Tôi chưa hiểu lắm rồi đi đâu? Phải xuống dưới kia hay như nào? Tôi cảm thấy khó hiểu vãi tại vì... Phải xuống dưới đấy à? Thế tại sao vừa lấy con kia nó rơi xuống được chứ? Chán là nói. Chán là buồn phân tích ạ.
What the fuck? Chết bạo đi. Chết bạo đi. Chết bạo đi. Chết đi. Mày bò mé màn hình được. No, no, may thế. Mày hết hồn. Hết hồn con trồn. Ok. Fucking hell. Chính ra mình chả cần cái đấy. Mình có thể nổi từ 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 này. Thế chả cần cái đầm đấy. Oh, nhưng mà còn cái chỗ gai kia thì mày định làm thế nào hả Khải? Thế cũng được. Thế cũng được. Fine. Yeah. Now. Ok, đánh nhau với con chùm nào. Anh chùm của chúng ta. Anh đẹp trai cao, đẹp trai khoai to nhà giàu. Ok. Ôi chứ mình chưa quên mất, mình skip qua, mình không đọc. À không, nhưng ta cần thứ gì đó quan trọng hơn vàng. Quan trọng hơn vàng ư? Ngươi chỉ đang buồn ngươi đang bây giờ thì ngươi đang làm trò rồi đấy. Tránh sao. Ok. Bottom feeder is showing. Ha. Ok, mình phải đánh nhau với con này. Bây giờ quan trọng là chúng ta cần lick liquid, tại vì cái này là oxy vitamin. Whee! Fuck you. Fuck you. Oh. Oh shit. Kinh. Shit. Mình có thể thả bom. Oh no, cái khoản này nữa. Mất 500 vàng. Wow. Mày cướp tiền của tao á. Ui. Cái này mình không nhớ là có trong cái Sobo Night đâu nhá. Hoặc là do đợt trước mình né được. Ui, bị hút vào mình mất 500 vàng. Sợ vãi. Sức mạnh này thật đáng sợ. Nó lấy tiền của mình ấy. Có sức mạnh nào đáng sợ hơn thế đâu. Ok, chúng ta cùng mở kia xem chúng ta cùng đi đến đâu nào. Tên 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 tên. Ok. Làm trông ông như kiểu ông vừa thua một trận đánh với một cái hồ vậy. Ở biển chính xác hơn. Tôi cần phải ok. Ok, mình cần phải xuống chỗ đấy mình lấy Essen. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao ông ta lại cảm thấy thích vàng như thế. Nó chúng ta có thể làm vàng từ bụi gỗ và sọ chuột. có những kẻ thì lại thích làm mọi thứ theo đường khó. Ok, con này research. Oh không. No, may quá, không đủ tiền, đằng nào không đủ tiền, đằng nào tôi cũng nghèo. Ok, chúng ta sẽ cùng quay lại đổi tiền đi á, rồi ra cái chỗ con ngựa để sửa lại cái xe. Xem là cái xe đấy có gì hot. Không, tao có định mua cái gì của mình đâu. Anh biết là em thích anh nhưng mà anh đang bận việc riêng rồi. Cảm đi đi á. Teo. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Cuối cùng chúng ta cũng đã. Oh, còn cái chỗ kia kìa, cái chỗ kia gọi là đáng sợ kìa. Đây, của ông đây. Nào. Yes. Nó sửa cho mình chưa? Bây giờ mình có thể vào đây. Whee! Mình điếu. Cái gì đây? Oh, mình được lên thẳng. Thằng này nó cái cốt truyện này khổ này vai. Đấy là kỵ sĩ bệnh tật, hiệp sĩ bệnh tật. Giờ chúng ta đây là cơ hội của chúng ta. Tất cả bắt chắn. Percy. Ok, bonsai. Ui. Mình bị bao vây rồi. Tất cả. Quiet he say. Cho được silent boom ha. Mình phải đánh nhau với bọn này à. Ây. Fuck you, quit. Ôi. Mày. À, ok, đánh nhau nào, đánh nhau lính à. Mình đánh nhau với lính á. Chết bảo quay.
Chú bảo ơi, lên. Uầy, kinh quá à. À xem nào, mình còn phải chơi cái súng gì đó hoành tráng tí. À bom gì đó hoành tráng tí. À cái bom. Oh fuck my life. Teo. Ê, đứa nào đấy này. Fucking bitch. Mình đang kết hợp bom với thể loại gì này. Senchi. Wow. Ok. Làm sao? Bom. Cái kết hợp này là kết hợp rất là rì tạp. Kiểu thứ nhất là nó ở trong tầm của mình. Sao? Kiếm vàng á. Làm sao? Tao sẽ spam như thế này. Từ mình cần phải chỉnh sang standard hợp lý hơn. Kinh ấy. Nào, combo bất bại của mày đấy. Nào, bởi hết vào đây. À, kinh nhờ. Đây là boss à? Phải boss vậy? Không phải boss. Nó không hiện boss. Yeah. Khổ rất là ngày mai. Biết là nó kẻ phản diện nhưng mà đi đâu cũng bị đuổi. Thế rồi một giờ mà mình à, tất cả ai cũng biết là bom lúc nào cũng đáng sợ hơn kiếm ha. Tất cả những cái minion zombie giờ ammo apport thì giờ mình chiếm chỗ này cơ mà. Bọn này chạy à? Mình chả được cái gì kìa. Giờ thằng kia nó vẫn đứng ở đây. Ok. Chỉ còn mình ở đây và có con gà kia. À, 10 tonic không có gì đặc biệt đâu lắm. Nó chiếm hết cả cái chỗ này mà đáng sợ ơi. Thằng này vẫn đứng đây à? Mình có thể mua cái này này. Vessel, but where to find it? Bây giờ mình có thể quay lại cái chỗ con cá kia để mình lấy máu. Hay đó. Ta con gà trống. Ok, ta đã gọi là gì nhỉ? Góp tiền xây dựng cả nửa cái thị trấn này. Làm gì làm nhưng mà ta không thể không đuổi ta được đi. Ok, kinh. Dũng cảm đấy. Mình phải đánh nhau thằng này. Ngươi chính là kẻ đã đuổi tất cả khách hàng của ta đi. Ngươi có làm áo mũ choàng không? Ta có cần một cái thằng này là thằng nó sẽ giúp mình làm đồ mới đấy à? Ta sẽ cần những cái mũ để chống bom à? Ha. Hút. Đấy không phải là một cái mũ. Chẳng có kết cấu, chẳng có đỡ gì cả. Ok. Mũ chỉ phí công rơi thôi ông già. Chúng sẽ rơi khi ở trong gió. Áo mũ choàng chắc chắn là hay hơn nhiều. Người dám. Ok, đánh nhau mình. Ok, mình vẫn đánh nhau thằng này. Nào, đánh nhau nào. Rồi, riêng tao. Riêng cái combo này luôn. Riêng combo này đánh nhau cả ngày. Shit, kinh ấy. Mày. Nhồn. Sợi. Cái cú mùi hay vậy. Vòng tròn xung quanh mình xong là mình hút máu. Ồ. 12.000. Hê. Hê. Vâng, già có ông có vẻ khỏe đấy. Ông học mấy cái trò đấy ở đâu ấy? Mũ của ta thường không chỉ là đồ vớ vẩn, mỗi chúng có một khả năng riêng biệt. Khả năng ta sẽ lấy 10 cái tốt nhất của ông. Tiếc là sức mạnh dành cho mỗi người nó chỉ làm cho ngươi trông có vẻ khỏe lên. Nên nó không bán cho mình đồ nâng cấp mà, tại vì mình thấy có cái chỗ này. Này có cái chỗ mà mình có thể upgrade này ở đâu ấy? Làm sao để mình upgrade được đây? Tại sao không, tôi không định bật cái này. Mình cứ tưởng mình có thể nâng cấp cái giáp của mình được. Mình thích nâng cấp giáp.
Mình thích cái khoản nâng cấp giáp của cái so với online mà mình không được nâng cấp giáp của mình à? Ráng cái Batman chán mà không được nâng cấp, chán mà. Mình có bây giờ thì có xuất hiện. Bây giờ mình mới được á, lại hello, ai là kẻ đã làm ta thức giấc, kẻ phàm trần kia. On commit new civilian hat sticker chop upon be gone from this. Ok, nó đuổi mình đi à? Nhưng cốc của tôi tới đây để tôi học cách, thực ra tới đây để học cách nhảy. Ok. Script. Nó muốn học cách nhảy để nó nhảy với con Mona. Ôi kêu ấy, nhưng mà tiếc là con này nó lại đỗ ok. Passion. Nó cần, ngươi cần một tại vì thằng này nó có hai cái chân phải của thân đấy. Nhưng mà nó vẫn receive a gift of dream humble. Có. Ha. Ô, nhà khác à? Nhà khác. Tèo. Con này nhảy cũng khác. Sao mày ghét cái này vậy? Sời. Con này nhảy cũng khác. Wow. Ok. Mình không rõ giới tính của bọn này như thế nào, nhưng mà thôi kệ. Chả quan tâm lắm. Vẫn nhảy à? Fucking hell. What the fuck? Stop! Nhưng mà nhạc hay. Nhạc thì hay. Nhạc công nhận hay. Bọn này làm nhạc mới luôn đấy. Kinh nhật, hoành tráng lắm. Teo. Đó là cách làm sao để làm gì? Một người nhảy thực sự sẽ giữ nút xuống để tập. Ta sẽ cho ngươi cái chất của ta, nhưng mà okay. Nó cho mình cái gì ấy? Shit! Đây rồi! Oh yes! Kêu phương tình. Đây rồi, cái mình không bị bắn xa quá rồi. Nhưng mà dừng lại hơi mệt. Gu nảy khi bom nhảy. Ok. Hơi khó điều khiển. Maranta che rồi. Cái này có thể hút này. Cái này cho đẹp. Jubilian. Bài 200%. Cái này trông cái này chẳng có gì. Trông có vẻ hợp lý cả. Nhưng mà mất lại một bớt ít tiền đi hẳn kìa. Chả bù cho cái giáp bạc của cái thằng Soul Knight còn có nhiều thứ hay nhá. Nhưng mà chắc là do mình nâng cấp được cái của mình rồi, không cần thiết. Nảy trên tường khi mà mình nhảy bằng bom này. Không bị quái vật đẩy này, nhưng mà dừng lại hơi khó này. Cái này thì chắc là cho đẹp. Cái này là cái hợp lý nhất. Bút. Xôi đẹp ấy. Edmi, mình sẽ mua cả cái này, tại vì mình thích cái này. Cái vàng vàng trông hay lắm. Yeah, mình không rõ. Nói nhảy. what? Mình đang nhảy mà. Ok, từ từ đã, để mình thử về mình nhảy với con này xem có nhảy được không. Whee. What? Không nhảy được à? Thế sao ấy thế? What? Sao giữ mày nhảy rồi mà mày không nhảy được như nào? Hay là có người mày không nhảy được? What the fuck? Tao đã hy vọng thế rồi, mày đối xử thế với tao à? Kỉnh kéo. Để xem nào, mình có chuyển được đồ trong này không nhỉ? Chắc mình bắt buộc phải ra cái chỗ con cá Sida kia để mình có thể đổi được.
Cái chỗ vừa chỗ cá nó nhảy được mà nhỉ? What the fuck? Nào, đừng có nhảy đấy. Đấy. Lào lào cẩn thận mày nhảy dưới kia tao không buồn mày đi. What the fuck? Tê 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 tê. Ông nhảy cái gì đâu đấy? Mày nhảy mày đứng im một chỗ tao cái. Ồ ok 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 ok. Trông trông cu te đấy. Ông này ông muốn nhảy con Mona nhưng mà không nhảy được, phải nhờ con cá ấy nó giúp. Admi để tao đổi sang cái Sida này, tại vì cái này khá là ngon, tại vì rơi một nửa tiền thôi. Rồi, cái này là cái hợp lý nhất. Ok. Ok, mình sẽ dừng lại tại đây. Tập này khá là hay. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp mọi người trong video sau mình. Goodbye. Đến với trang g2a.com để có thể mua được những game bản quyền với giá cả phải chăng.